Lần này Thánh Quân không tiếc bất cứ giá nào ra tay, chỉ là muốn đem nhân loại thế giới này bắt lại, làm cho nhân loại một điểm hy vọng cuối cùng cũng phải chỉ đó mà mất đi. Màu xanh lá xuất hiện, sinh ý rồi ra màu xanh lá, cơ hồ là lập tức xuất hiện ra ở trong cả thông minh thông đạo bên người mỗi một chỗ bên trên mặt đất. Dùng đại lực lượng 10 vạn năm thiên thảo làm khởi điểm, màu xanh lá tốc độ lan tràn khó có thể tưởng tượng. Hầu như chẳng qua là trong khoảng khắc, liền có vô số thực vật từ cái kia trắng nhiều tiết trong tiết động lại chui ra, đem màu xanh lá bao trùm cả toàn bộ sơn mạch. Đậm đà sinh mệnh ký tức chân trúc mà ra, trước ở trong huyết thần đại trận kia trào lên trên mà đi. Cùng với lúc đó, một cây cảnh kề lặng yên có một tiếng động rơi vào một chỗ vị diện huyết thần đội quân đoàn các chiến sĩ ở trong tay. Tại bọn họ ở trong tâm thần đều xuất hiện ra xuất vào hồn lực ý thức. Hồn lực xuất vào, mỗi ít cây cảnh trở lên càng sáng ngời. Nguyên buồn cả đám ảm đạm huyết thần đại trận, vậy mà ở trong khoảng khắc trở lên sáng lên trên. Không thể nghi ngờ, sinh mệnh chi chủng cảm nhận được nguy cơ tồn tại, nó chủ động xuất thủ, dùng thân phận của Đường Vũ Lấn tự nhiên chi tử vì dẫn đạo, không tiếc giá cao phóng thích ra chính mình sinh mệnh năng lượng, dẫn đạo chung quanh hết thảy sinh mệnh ký tức để cho chính mình sử dụng, thậm chí không tiếc dùng sinh mệnh năng lượng đến chế tạo ra càng nhiều lửa sinh mệnh xuất hiện, tốt hơn hấp thu ra thiên địa chi lực. Huống chi đem mấy vạn huyết thần quân đoàn các chiến sĩ liên hệ với nhau, mượn nhờ bọn họ hồn lực xuất vào huyết thần đại trận ở trong đó, lại để cho đại trận một lần nữa tỏa sáng sáng rõi, mà tất cả mượn tới lực lượng, giờ này các này tất cả đều dẫn đạo đến trên người của Đường Vũ Lấn, đều cho hắn điều động. Những năng lượng này vượt qua thân thể của Đường Vũ Lấn có khả năng thừa nhận, nhưng lại có thể thông qua thân thể của hắn đến tiến hành dẫn đạo. Chỉ lúc trước tại có lại này, thiên địa chi chủ cảm giác lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa cùng với lúc trước so sánh, lúc này đây cảm thu của Đường Vũ Lân càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, ở trong dãy núi, đang có hai đạo thân ảnh có chút quen thuộc thật sự nhanh chóng hướng về phía huyết thần quân đoàn phương hướng lèo tới đây. Là bọn hắn, đây không phải là chủ động nhận thua cùng phòng mà đáo từ mã kim chỉ sao, lắm trong tay chạm lòng đào vị nào. Còn có vị kia có thể không phải là sư huynh của chính mình, tu luyện bản thể tống tiên thiên bí pháp thành công A Như Hằng hay sao? Bọn hắn sao tại tới đây? Đều tới sao? Đúng vậy, A Như Hằng cùng với từ mã kim chỉ đã đến, bọn hắn đương nhiên đều là tìm đến Đường Vũ Lấn. Bọn hắn từ phương hướng bất đồng leo lên trên sơn mạch. Hạ leo ở trong quá trình, bọn hắn liền rất là cảm giác được huyết thần quân đoàn phương hướng chuyển tới khổng lồ năng lực ba đồng. Thế nhưng mà bọn họ các sư trưởng đều đã từng nói với bọn hắn, lần thứ nhất tiếc về phía trước huyết thần quân đoàn, nhất định phải dựa vào thân thể của chính mình leo lên, không thể bay lượn, lại là đúng huyết thần quân đoàn tôn kính. Cho nên bọn hắn mới một chút xíu bò lên trên, tại cảm nhận được khổng lồ kia năng lực ba động thời điểm, thậm chí cảm nhận được toàn bộ sơn mạch run rẩy thời điểm đó, bọn hắn không toàn lực ứng phó, A Như Hằng thậm chí còn gặp tuyết lở. Mà giờ khắc này, bọn hắn nhìn đến bên cạnh từng bụi thực vật xanh lá phá tan tuyết đóng, xuất hiện ở bên cạnh mình thời điểm đó, trong lòng sớm đã tràn đầy trước nay chưa từng có rung động. Cuối cùng là như thế nào năng lượng, vì cái gì nguyên bản bị tuyết trắng bao phủ ở sơn mạch này, lúc này vậy mà hoàn toàn hóa thành màu xanh biếc. Bọn hắn toàn lực ứng phó phương hướng đỉnh núi leo lên trên, thậm chí bất chấp cái gì cấm kỵ thả ra đấu khải bắt đầu bay lượn. Khi mà bọn hắn rút cuộc bay lên trên đỉnh ngọn núi thời điểm đó, rất xa bọn hắn chứng kiến tại chỗ xa kia, chín loại màu sắc vầng sáng, đến tại hướng về một phương hướng hội tụ mà đi, mà mảng lớn ánh sáng màu xanh biếc, đang từ cả dãy núi phương hướng kia phát ra một cái điểm quang mang ngưng tụ, toàn lực đập rung cánh bay về phía cái kia địa điểm xảy ra. Rất xa bọn hắn đã thấy, cái kia treo lơ lửng ở chín thải quang mang ở bên trong, dường như đỉnh thiên lập địa làm tử. Cái kia thân áo màu vàng kim loại, lại bọn họ ở trong mắt đều là quen thuộc như vậy. Bọn hắn trước đến tìm kiếm mục tiêu cũng không phải là vị này hay sao? A Như Hằng nhìn là Đường Vũ Lân khổng lồ kia mà tầng cao thân thể, mà từ mã kim chỉ lửa nóng hai con người sừng ở đấy, chỉ là Đường Vũ Lân ở trong tay phải nắm chắc hoàng kim long thương. Bọn hắn thấy rõ ràng, cánh tay phải của Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên trên, toàn bộ người giống như là một trường kéo ra đại cung, một dạng đem hoàng kim long thương lúc này nhắm ngay vào cái sâu ở trong thông huyền thông đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn hầu như là đồng thời rơi xuống mặt đất, toàn bộ trời xanh dường như đều có một loại kinh khủng áp bách lực lượng xuất hiện. Trời sập hay sao? Dùng tư mã kim chỉ phóng đáng, dùng liềm kiêu ngạo của A Như Hằng, lúc này ở trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, lại giống như thiên pháp địa hám giống như vậy năng lượng bà đông, vậy mà tới tựa ở một người, hơn nữa còn là hắn. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể trở nên cường đại như vậy? Vậy đơn giản là như thế nào thần đế giống như vậy cảm thú? Bọn hắn tuyệt đối không thể tin tưởng, xuất hiện ra tại trước mặt chính mình thật sự, càng không thể nào tin tưởng hết thảy tất cả sẽ phát sinh ra tại trước mặt của chính mình. Ngoan cố chống cự, không biết tự lượng sức mình.
Âm thanh trầm thấp, liền huyết thần đại trận cũng không cách nào cản trở, truyền khắp cả dãy núi, thậm chí truyền vào trong liệt hỏa bồn đĩa. Sau đó bọn hắn liều hoảng sợ chứng kiến, ở bầu trời bên trên bóp méo, cái kia phảng phất muốn sụp đổ bầu trời đột nhiên cứng lại, mỗi một cụm mây trắng tại thời khắc này đều lặng yên rơi vỡ, lộ ra trong sạch nhưng có một chút vặn vẹo trời xanh. Bọn hắn gần như không thể thở nổi, giống như chỉ có thể một cái nháy mắt, chính mình muốn hoàn toàn bị cái thế giới này bài trừ và vỡ vụn. Chung quanh thực vật xanh, mảng lớn hóa thành bột mịn, sau đó hóa thành ánh sáng màu xanh biếc, hướng về phía cái hướng kia hội tụ mà đi. Sợ hãi, Đường Phố Lân cảm nhận được từ sinh mệnh chi chủng truyền tới sợ hãi. Phần sợ hãi này giống như là những vị diện chi chủng kia ta ngộ sinh mệnh chi chủng cảm giác giống nhau. Sinh mệnh chi chủng đang sợ hãi bị này không biết tồn tại gây thương hại, cuối cùng là cái gì, tại sao phải cường đại đến trình độ như vậy, làm sao có thể, điều này sao có thể, Đường Phố Lân chau mày, thế nhưng tại trong lòng của hắn, nhưng không có bất kỳ sợ hãi yêu tư xuất hiện, mới vừa rồi lĩnh ngộ vương giả chi lỗ, quanh quẩn ở sâu ở trong lựa tâm, long hạch cùng với hồn hạch đều bị kịch liệt nhúc nhích, nếu như hôm nay chính là tà chung kết, như vậy ta chắc chắn lại để cho tính mạng của chính mình tiến lửa, tại đây một khắc cuối cùng, nhan nhóm hoàn mỹ phần quang diễm. Uỳnh một tiếng, Đường Phố Lân ở chung quanh thân thể, lóng rực kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên bay lên trên, đối mặt với sinh mệnh chi chủng kia, đều phải là vì thế mà sợ hãi đối thủ, hắn sao lại dám còn có giữ lại chút nào chứ, đúng vậy, hắn đốt lên trên sinh mệnh chi hỏa. Khi hắn tận mắt thấy huyết kiều vì bảo vệ huyết thần đại trận thời điểm, không tiếc hết thảy nhà nhóm sinh mệnh chi hỏa thời điểm đó, lộ tâm của hắn lúc này huyết dịch liền sớm đã sôi trào. Vì thủ hộ nhân loại, vì người mình yêu, vì lời này mấy vạn sinh linh thậm chí cả nhân loại mấy vạn vạn sinh bệnh, hy sinh một mình ta lại sao có thể nào đây? Hoàng Kim Long Thương lúc này giống như cảm nhận được Đường Phụ Lân thiếu đốt sinh mệnh chi hóa, Đường Phụ Lân ở trong cơ thể Kim Long Vương huyết mạch ký tức đốt nên bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắn thở sâu không chút lựa chọn liền động ở trong cơ thể năng lượng khổng lồ đối mặt với đệ thập nhất tầng Kim Long Vương phong ấn. Hiện tại đã có không hơn được, liền sinh mệnh chi chủng đều đại không tiếc hết thảy điều động ra chỗ lưu năng lượng. Như vậy mình còn có thể cố kỵ gì cơ chứ? Trong cơ thể âm ầm nổ vang, nhưng lò ngoài dự liệu của Đường Phụ Lân chính là làm cho Kim Long Vương kia đệ thập nhất tầng phong ấn này phá vỡ. Thời điểm đó cũng không có sóng dĩ vãng, chảy ra như là sóng to sóng lớn giống như vậy khổng lồ khí huyết năng lượng. Lúc này đây, cái khí huyết chấn động này như là tràn ra nước cháy, lập tức thấm vào toàn thân. Khuôn mặt của Đường Phụ Lân lần thứ nhất xuất hiện ra lớn phiến, hai trường mắt của hắn lập tức hóa thành thụ động, mà trong tay của hắn Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên phát ra một tiếng trước nay chưa từng có sục sôi tiếng rồng ngâm. Ở đằng kia sầm ngầm tiếng vang lên trên về sau, vậy mà lại để cho ngoại giới vặn vẹo bầu trời khôi phục lại bình thường. Ý vị này, sợ khắc này đấy Đường Phụ Lân chỗ điều động năng lượng, rõ ràng tạm thời chặn lại đến từ chính khí tức của Thông Miên Thánh Quân. Ô một tiếng, Thánh Quân phát ra một tiếng nhẹ kêu, cũng ngay tại lúc này, sâu ở trong thâm nguyên, cái kia phong ấn chi địa ồn ào nổ nát vốn, một cá như tay sống như vậy tồn tại, từ lưỡi ấy chùi ra, đó là một con kiểu bạch như ngọc bàn tay lớn, tay chỉ có bản trí, trên cánh tay này nhìn không tới mạch máu, cũng không có luân phiến, chỉ là như vậy óng ánh trắng như ngọc, khi nó xuất hiện ở trong nháy mắt đó, phong ấn chung quanh hòa vắn, từng khúc vỡ vốn, cả huyết thần đại trận đều kịch liệt sập trần, Đường Phụ Lân chợt quát lớn một tiếng. Trong chốc lát, hắn không giữ lại chút nào đem trong cơ thể của chính mình hết thảy tất cả năng lượng, đến từ chính đấu la vị diện năng lực, đến từ chính sinh mệnh chi chủng năng lực, còn có hắn tự thần huyết mạch khí tức, hồn lực, cùng với tất cả mượn dùng năng lực, hoàn toàn không giữ lại chút nào rót vào trong Hoàng Kim Long Thương của chính mình bên trong. Hoàng Kim Long Thương giống như sống lại một dạng bỗng nhiên hóa thân thành trăm mét kim long, ngang nhiên mà xuống, hướng cái kia bàn tay lớn màu trắng oanh kích mà đi. Long Thương những lờ đi qua, huyết thần đại trận hình thành quang văn tất cả đều khôi phục lại sáng rói, đốt rất ánh sáng chói mắt, mà sợ khắc này, vô luận là huyết thần quân đoàn các tướng sĩ, chính vị huyết thần huyết thần doanh, đều bị đem chính mình tất cả năng lực sốc sức thả ra. Bọn họ cũng đều biết lớn như một kích này không cách nào ngăn cản, như vậy chính là cả huyết thần quân đoàn bị tiêu diệt thời khắc. Bọn hắn không dám do dự, không dám chần chờ, chỉ có thận tình phóng thích mới có ngăn cản ra được kinh khủng này khả năng. Kim Long kiểu thức, thức thứ 8, được ăn cả ngã về không. Tại đây muôn phần nguy cơ trước mặt, Đường Phụ Lân rốt cuộc lại lĩnh ngộ ra thực về chính mình nhất thức thần kỹ. Đúng vậy, được ăn cả ngã về không. Thiên phu sở chỉ chính là hắn truyền thừa lại năng lực của lão Đường, mà vương giả chi lộ cũng được ăn cả ngã về không mới là thuộc về chính hắn đấy.
Đối với hắn mà nói, thiên phu sở chỉ sống như là tháng, mà vương xả chỉ lộ cũng được ăn cả ngã về không. Với là hắn nghiên cứu ra được, chính thức thuộc về chính mình cái kia chưa từng có từ trước đến nay phương thức chiến đấu. Đây là con đường của hắn, hắn rốt cuộc tìm được con đường của chính mình. Thế nhưng mà hắn sợ các này đối mặt như trước chính là nghiêm chỉnh vị đại diện chú tể. Không có lỗ váng, làm cái kia mang theo như thế từng lấy khí tức, mang theo kỳ vọng của tất cả mọi người, mang theo sinh mệnh chi chúng kiêng kỵ mà đến hoàng kim long thường suốt cuộc cuối cùng là cái kia màu trắng bàn tay lớn và chạm một cái chớp mắt. Tất cả mọi người đều thử ra, bởi vì bọn hắn thấy là cái kia bàn chỉ bàn tay lớn ở trong lòng bàn tay, đem hoàng kim long thường cầm nắm ở trong lòng bàn tay, sau như là cầm bắt được một món con rắn nho nhỏ, một dạng bắt nó đùa bỡn ở trong lòng bàn tay vậy. Hoàng kim long thương bên trong uy năng, sâu như là lập tức bị nó phong ấn chặt lại, rõ ràng căn bản không có thể muốn nổ tung lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng trệ đồng thời toát ra, còn nữa là tuyệt vọng. Chết đi! Âm thanh lạnh như băng lại để cho xung quanh máu tái nhợt này, sâu như trùm lên trên một tầng xương băng. Hoàng kim long thương lúc này thiêm điểm mà quay trở về, trong chốc lát đã đến đường vũ lần trước ngực. Nếu như không phải là vì giết hắn, thân là vị diện chia chủ thánh quân, lại làm sao có thể trả giá như vậy, trả giá to lớn, không tiếc bản thân hàng lầm một số. Nếu như không phải là vì giết hắn, vừa lại không cần như thế tồn tại công sức, lại để cho thâm viên vị diện tổn thương nguyên khí lặng lẽ. Với tư cách mục tiêu của thâm viên thánh quân lúc này, cảm giác của đường vũ lần nhất trực quan, sợ khắc này đây hắn chỉ cảm thấy chính mình hết thảy xung quanh, không gian giống như đang sụp đổ, nguyên bản thủ hộ lấy vị diện chi lực lượng của chính mình.